Em xin chào tất cả các anh cần thủ ạ. Quay trở lại video hôm nay, video số 130 của kênh em. Và hôm nay là ngày 29 tháng 8 nha các anh. Và buổi chiều hôm nay em sẽ lên cho các anh một lô máy. Thì hôm nay em cũng mới về được một lô máy. Máy mới nha các anh. Đây những con máy cổ. Đây có dòng Diamond. Đây Diamond Knight 600. Rất là đẹp luôn nha các anh. Đây. Thì hôm nay em mới về được một lô máy nên là em lên ngay cho nóng luôn nha các anh. Và những con máy đua chuột. Đây có một con máy size 4000. Size 4000 nha các anh. Ngoại hình là tầm 90%. Tầm 90% ạ. Và những cây cần. Cần tay nha các anh. Đây bên này thì em sẽ có là 5 cây cần tay. Cần tay chất liệu là carbon nha các anh. Độ dài thì từ 4m5 4m5 cho tới 5m4 ạ. Thích hợp cho các anh câu đơn câu đài. Và những cây cần 2 khúc 3 khúc nha các anh. Cho mình câu đơn ngâm lăng xê. Và hôm nay em có một cây cần 2 khúc. Cần 2 khúc 2m4. Độ cứng cao nha các anh. Độ cứng 120. Trên 100. Đây tầm 120. Và dàn khoen là khoen ròng rọc. Đầu bu ròng rọc luôn. Cho các anh câu biển. Câu biển hạng nặng luôn nha các anh. Đây cứng 120. Và những cây cần dây trong. Cần 2 khúc. Cần 3 khúc. Dây trong nha các anh. Đây những cây cần dây trong. Và hôm nay thì em về được một... em siêu phẩm dây trong cho các anh đây. Cây này thì có độ dài là 1m5 nha các anh. Đây, khoen xích gôn và bu xích gôn luôn. Đây và lát em sẽ lên chi tiết hơn cho mình nha các anh. Đây, hôm nay em về được một cây siêu phẩm dây trong. Và giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn máy là 30.000 và đối với mỗi đơn còn là 40.000 nha các anh. Các anh đặt hàng thanh toán trước cho bên em hoặc là đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship cho mình ạ. Và em xin phép lên con máy đầu tiên. Máy khoảng Shimano nha các anh. Đây Shimano Titanos 500. Size thực của máy khoảng tầm 1.000. Con này là hàng nội địa Nhật nha các anh. Japan. Thân là thân carbon và cối mũ. Một bình sóng. Gạt cước. Lan cước đạ. Đây còn rất là sáng luôn nha các anh. Sáng đẹp hoạt động tốt cho mình. Con này thì đổi tay trái phải đều được nha các anh. Này Shimano hàng nội địa luôn ạ. Rất là thích hợp cho các anh câu tôm. Câu giải trí cái nhỏ nha các anh. Này, tay quay thì mình đổi trái phải đều được. Một chiều chốt chặn. Hoạt động của máy vẫn còn rất là tốt nha các anh. Và hai chiều đây ạ. Một chiều, hai chiều. Êm mượt cho mình ạ. Mã số 1 nha các anh. Mã số 1 giá 200k Shimano. Đây, có thông số cước cho mình. Cước 2 là vào được 70 và cước 3 vào được 50 nha các anh. Shimano câu tôm, mã số 1 giá 200k. Tiếp theo mã số 2. Daiwa nha các anh, Daiwa dòng Primat 500. Size thực của máy khoảng tầm 500 đến 1.000. Con này là hàng China nha các anh, bản China xuất Nhật. Đây, có in chữ nổi, made in China luôn ạ. Thân carbon nha các anh, thân carbon và cối kim loại. Một pin sóng, gạt cước, rất là nhạy luôn nha các anh. Đây, đã qua sử dụng nhưng vẫn còn rất là sáng. Rất sáng và rất dài nhạy luôn. Lăn cước bên trong. Đây, sáng bóng luôn nha các anh. Ray dày êm mượt trơn tru luôn. Màu thì rất là đẹp nha các anh. Đây, màu gold, rất là sáng, đẹp mắt. Và con này bên trong nó có cốt trợ lực nha các anh. Có cốt trợ lực. Size 1000, thích hợp cho các anh câu tôm, câu mực. Đây có cốt trợ lực thì khi mà mình gặp cá lớn thì cũng không sợ nha các anh. Đây, cá tầm 1-2kg tải vô tư. Và máy có thông số cước 1 vào được 110, cước 1.5 vào được 70. Đai quay bản China xuất Nhật ạ. Con này tay quay mình đổi trái phải đều được nha các anh. Và một chiều. Một chiều có thắng ABS đầy đủ cho mình. Đây, hoạt động thì rất là mượt luôn nha các anh. Rất nhẹ, rất mượt. Hai chiều. Và nhược điểm của con máy này thì bị rơi mất cái nắp chụp trên này thôi. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của máy nha các anh. Đây vẫn hoạt động rất là bình thường. Nó không ảnh hưởng gì hết. Chỉ là ngoại hình của nó thôi nha các anh. Này. Máy có mã số 2, giá 250k. Mã số 2 ạ, giá 250k nha các anh. Tiếp theo mã số 3. Một con máy đua chuột. Máy của hãng Ryobi, dòng Ceratec nha các anh. 1000RD, size thực của máy khoảng tầm 2000. Và con này là hàng nội địa Nhật. Thân máy, thân carbon nha các anh. Cối mũ, màu pin sóng.
gạch cước rất là nhạy luôn ạ. Lăn cước đây các anh. Lăn cước bên trong thì màu hơi tối nhưng mà vẫn còn rất là sáng nha các anh. Còn sáng còn hoạt động tốt. Ra dây trơn tru êm mượt cho mình. Ratio của máy là 4.6. Thông số cước ghi sẵn, cước 2 vào được 160, cước 3 vào được 120 và cước 4 vào được 90 ạ. Ryobi nha các anh. Tay quay mình đổi trái phải đều được và máy chạy bạc đạn, chạy bombering. Một chiều có chốt chặn. Và cái tiếng kêu là do cái thanh này nó kẹ vào cái tem này nha các anh. Đây, kẹ vào cái tem ở phần cối đây. Một chiều, hai chiều. Một chiều, hai chiều đều có tiếng kêu nha các anh. Và hoạt động của máy. Đuôi chuột còn hoạt động tốt đây ạ. Đây. Ngoại hình tầm khoảng 85% nha các anh. Đây vì hàng về em lên liền cho mình. Cho nóng cho nên là em cũng chưa kịp vệ sinh kỹ. Em vệ sinh sơ qua thôi. Đây. Hàng nội địa Nhật. Máy có mã số 3, giá 270k. Mã số 3 ạ, giá 270k nha các anh. Tiếp theo mã số 4. Đây một con máy khoảng Diamond, dòng Knight 600. Size thuộc của máy khoảng tầm 1.000 nha các anh. Đây tầm 1.000. Câu cá suối, cá nhỏ. Đây giải trí đều được. Và đẹp nhất là đem trưng bày nha các anh. Trưng bày hoặc là sưu tầm. Mô bin sóng. Gạch cước. Lăn cước của nó đây nha các anh. Thì cũng có hơi bị rỉ nhẹ một tí. Đây. Tay quay chỉ dùng được bên trái ạ. Này, con này thì tay quay bên trái nha các anh. Và một chiều có chốt chặn đầy đủ. Chốt chặn đầy đủ ạ. Này. Hai chiều. Thì máy về em cũng chưa kịp thêm dầu thêm mỡ nha các anh. Em cũng chưa kịp thêm dầu mỡ gì nên là nó không có được êm cho lắm. Ngay cái tiếng kêu không được êm cho lắm thôi. Còn hoạt động của máy thì vẫn còn êm mượt nha các anh. Này, êm mượt cho mình. Thêm dầu mỡ vào nữa thì tiếng kêu nghe sẽ rất là êm nha các anh. Đây. Diamond, nước sơn màu xanh. Máy có mã số 4. Mã số 4 giá 200k. Mã số 4 ạ, giá 200k nha các anh. Tiếp theo mã số 5. Hercules HS800. Size thực của máy khoảng tầm 1.500 nha các anh. 1.500 đến 2.000. Nước sơn là màu đen toàn thân. Và con này là hàng Korea xuất Nhật. Thân hợp kim nha các anh. Miếng ốp carbon. Cố là cố mũ. Màu bình sóng. Gạch cước. Lăn cước đây nha các anh. Này. Còn sáng đẹp. Nước sơn đen toàn thân nha các anh. Và con này là dùng được tay bên phải, không dùng được tay trái ạ. Tay phải nha các anh. Hoạt động của máy, một chiều, có chốt chặn. Hai chiều. Đây một chiều, hai chiều, hoạt động tốt hết nha các anh. Này, sưu tầm cũng rất là ok luôn ạ. Máy có mã số 5. Mã số 5 nha các anh. Giá là 200k. Mã số 5 giá 200k ạ. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6. Máy của hãng Daiwa nha các anh. Dòng Vertai 2500. Size thực của máy thì khoảng tầm là 2500 nha các anh. Con này là bản China xuất Nhật. Made in China. Thân máy thân carbon. Và cối kim loại. Đây. Lưỡi gà kêu đầy đủ. Mô bin sóng. Gạch cước. Lăn cước đây ạ. Bên trong còn rất là sáng luôn nha các anh. Đây, mình cũng có thể thấy nha. Rất là sáng. Bị xây xước nhẹ phần bên ngoài. Xước nước sơn thôi nha các anh. Thông số cước. Cước 2 vào được 200. Cước 3 vào được 150. Máy chạy bạc đạn ạ. Này, nước sơn màu bạc nha các anh. Màu bạc toàn thân. Và con này thì có sẵn dây cho mình luôn. Đây. Cũng khá là đầy nha các anh. Hoạt động một chiều. Chốt chặn. Tay quay mình đổi trái phải đều được nha các anh. Đây rất là mượt luôn ạ.
hai chiều. Hoạt động vẫn còn rất là tốt luôn nha các anh. Máy có mã số 6, giá 330k. Mã số 6, giá 330k ạ. Tiếp theo, mã số 7. Thì hôm nay em về được một con máy này rất là mới luôn nha các anh. Thì ngoại hình của nó là phải trên 95%. Hãng Alpha Tucker, dòng Spin Master ST500. Sơ thuật của máy khoảng tầm 4-5 nghìn nha các anh. Con này là hàng Korea xuất Nhật. Thân carbon và cối mũ, màu pin sóng, gạt cước đây rất là nhạy luôn nha các anh. Lăn cước bên trong sáng đẹp. Đây, quá là sáng luôn các anh ơi. Lung linh luôn. Đây, đẹp không tì vết luôn nha các anh. Thông số cước, cước 5 vào được 185 và cước 6 vào được 155. Ratio của máy cao nha các anh, ratio 5.3. Máy chạy bạc đạn ạ. Tay quay mình đổi trái phải đều được. Đây, rất là mới luôn nha các anh, như hàng lướt là chưa sử dụng qua luôn. Đây rất là mới. Một chiều, có chốt chặn. Tay quay mình đổi trái phải đều được ạ. Và hai chiều. Phần tay quay thì mình có thể gập gọn vào nha các anh. Đây, một chiều, hai chiều, hoạt động tốt hết. Máy có mã số 7, giá 300k. Mã số 7 giá 300k ạ. Tiếp theo em xin phép lên cần nha các anh. Đây một số mẫu cần tay. Vertex Super Carbon, còn có độ dài là 4m5 nha các anh. Dài 4m5. Đây thân. Họa tiết rất là đẹp luôn ạ. Nước sơn là sơn 3 màu, phố rất là nhiều màu luôn nha các anh. Đây màu đỏ, màu cam, màu trắng và đen. Đây carbon xoắn, xoắn chìm nha các anh, xoắn chìm. Ngọn cần, ngọn 0.7 ly. Ngọn 0.7 ly nha các anh. Đây. Em mời các anh xem phô bên trong. Thì trừ lóng ngọn là carbon xoắn toàn thân nha các anh. Đây phôi nước sơn màu đen. Đây carbon xoắn toàn thân luôn ạ. Cái này thì độ cứng của nó rơi vào khoảng tầm 3H nha các anh. Tầm 3H. Ra cần cũng tương đối thẳng. Đây thì chỗ nào xây xước thì em sẽ quay kỹ hơn. Còn không thì em sẽ xin phép lướt nhanh nha các anh, để tránh mất thời gian của các anh ạ. Đây ra cần tương đối thẳng cho mình. Cái này có trọng lượng là 140g. Mã số 1 giá 600k. Mã số 1 nha các anh, giá 600k ạ. Thu gọn của cần thì dưới 50cm nha các anh. Đây, cây này thì khoảng tầm là 50. Cây này khoảng tầm 50 nha. Đây, thu gọn 50. Mã số 1 giá 600k. Tiếp theo mã số 2. Cần của hãng Alpha Tucker, độ dài là 5m4. Cây này là hàng Korea xuất Nhật nha các anh. Tổng cộng là 12 lóng. Tổng cộng 12 lóng ạ. Đây, nước sơn 2 màu. Rất là đẹp luôn nha các anh. Đây có dính bụi thôi. Dính bụi chưa có vệ sinh kỹ nha các anh. Ngọn cần, ngọn 0.7 ly. Đây, phôi carbon xoắn nha các anh. Đây, phôi carbon xoắn. Rất là đẹp luôn nha các anh. Đây, về được cây này rất là đẹp cho mình đây ạ. Cũng không xây xước gì nhiều. Cây này thì độ cứng của nó rơi vào khoảng tầm 3H nha các anh. Cần ra tương đối thẳng. Đây, vẫy rô vẫy giết rất là thích hợp luôn. Câu mương câu suối nha các anh. Đây. Cần có trọng lượng là 243g. Mã số 2 giá 700k. Mã số 2 nha các anh, giá 700k ạ. Cần của hãng Alpha Tucker. Thu gọn khoảng tầm 55cm ạ.
Tiếp theo, cây số 3. Con có độ dài là 5m4 nha các anh. 5m4 semi-h. Nước sơn hai màu thôi, màu bạc và màu cam cam đây nha các anh. Đây rất là đẹp, rất sáng luôn ạ. Phần tay cầm thì nó có bị xước lông mèo li ti nha các anh. Đây thì bên em hàng bãi nên là về tình trạng như này em báo rõ cho các anh mình tham khảo kỹ hơn. Ngọn cần, ngọn 0.6 ly. 0.6 ly nha các anh. Đây mời các anh xem phôi. Thì trừ lóng ngọn ra là carbon xoắn. Đây xoắn chìm nha các anh, xoắn chìm. Đây rất là đẹp luôn nha các anh, không có xây xước gì nhiều hết ạ. Chỗ nào xước thì em quay kỹ hơn cho mình tham khảo. Cái này độ cứng của nó rơi vào khoảng tầm 2.5H nha các anh. Tầm 2 đến 2.5 ạ. Cho các anh câu cảm giác. Ngoại hình của cây này thì khoảng tầm 85-90% nha các anh. Rất là mới luôn. Trọng lượng của con 213g, mã số 3, giá 700k. Mã số 3 nha các anh, giá 700k ạ. Này, cần tay. Cây này thu gọn của con là tầm 53cm nha các anh. Tầm 53cm ạ. Tiếp theo, mã số 4. Con có độ dài là 4m5. Nước sơn hai màu, màu đỏ nha các anh và màu đen. Rubber grip. Đây phần tay cầm màu xám. Rất là đẹp nha các anh. Chỉ là bị dính bụi thôi, có dây buộc bảo hiểm. Có dây buộc bảo hiểm chắc chắn cho mình. Ngọn cần, ngọn 0.7 ly. Ngọn 0.7 ly nha các anh. Và trừ lóng ngọn ra thì là phôi carbon xoắn. Đây ạ, em mời các anh xem phôi carbon xoắn nha các anh, rất là đẹp luôn. Đây. Đây rất là đẹp luôn nha các anh. Thì hôm nay em về được những cây này, ngoại hình chắc cũng phải tầm 85-90%. Này rất là mới luôn. Vết xước thì rất là li ti nha các anh, cũng không đáng kể lắm. Đây, rất là li ti luôn. Lóng này vẫn còn rất là đẹp luôn nha các anh. Đây carbon xoắn. Độ cứng của con khoảng tầm 3H nha các anh. Tầm 3H và cần ra cũng tương đối thẳng cho mình. Cái này có trọng lượng là 126g, mã số 4, giá 650k. Mã số 4 nha các anh, giá 650k ạ. Thu gọn khoảng tầm 53cm. Và mã số 5, đây, còn có bao bãi đi kèm cho mình. Này, có bao bãi về kèm nha các anh. Dòng siêu star. Này, siêu star, độ dài còn là 5m4. 5m4 nha các anh. Còn tem vàng đầy đủ. Carbon xoắn 2 da. Đây, xoắn 2 da nha các anh. Xoắn 7 cá, rất là đẹp luôn ạ. Phần tay cầm nước sơn màu đen. Đây, xoắn 2 da phần thân này. Có nắp chụp zin đi kèm. Ngọn cân, ngọn 0.6 ly nha các anh. Đây ngọn 0.6 ly. Và phôi carbon xoắn. Phôi carbon xoắn nha các anh. Đây ạ, em mời các anh xem. Rất là đẹp luôn nha các anh. Phôi còn rất là đẹp luôn ạ. Đây là bị dính bụi nha các anh. Dính bụi thôi. Mình về vệ sinh bảo dưỡng thêm giúp em. Đây. Nếu có xước thì cũng chỉ là xước nước sơn thôi nha các anh. Xước nước sơn không ảnh hưởng đến phôi bên trong cho mình. Không có bị nứt nha các anh. Đây. Các anh muốn tham khảo kỹ hơn
thì mình kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 nha các anh, và mình nhắn mã số cần hoặc là số máy thì em sẽ gửi chi tiết thông số hình ảnh cho mình tham khảo kỹ hơn để mình mua cần được ưng ý hơn nha các anh. Đây mình đi câu ưng ý hơn. Đây lóng gốc thì nó có xe xước lông mèo, xước li ti đây nha các anh. Đây ạ. Là carbon xoắn hết cho mình, xoắn toàn thân. Và phần thân này là xoắn hai da nha các anh. Đây. Rất là đẹp luôn ạ. Cái này có trọng lượng là 244 g, mã số 5, giá 900k. Mã số 5 nha các anh, giá 900k ạ. Tiếp theo mã số 6, em xin phép lên cần 2 khúc nha các anh. Cần 2 khúc, chất liệu là fit. Cần khoảng đai qua, độ dài cần là 1m8, độ cứng từ 20 đến 30. Đây có ghi thông số cho mình nha các anh, 2 khúc và mỗi khúc là 94 cm. Cần fit nha các anh. Phần tay cầm quấn chỉ rất là chắc chắn. Đây, chỉ màu hồng, hồng đậm và viền vàng nha các anh. Bát là bát Fuji F7, bát xếp. Ngọn cân là ngọn 1.6 ly nha các anh. Ngọn 1.6 ly, dạng ngọn đặc, ngọn tháp. Và dàn khuyên là khuyên Fuji, lõi sứ trắng. Đây nguyên dàn khuyên này nha các anh. Còn rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đây, quá sáng luôn nha các anh. Lõi sứ trắng. Cần có trọng lượng là 192 g, mã số 6, giá 400k. Mã số 6 nha các anh, giá 400k ạ. Tiếp theo mã số 7. Cần 3 khúc nha các anh. 3 khúc, độ dài cần là 2m7, cần khoảng Olympic ạ. Và độ cứng của cần rơi vào khoảng tầm 50 nha các anh. Cứng tầm 50. Đây, đầu bu rồng rọc. Xoay được 360 độ nha các anh. Đây, đầu bu rồng rọc cho mình. Cứng độ tầm 50 ạ. Bát là bát xếp nha các anh. Bát xếp. Bát FF7. Này, chất liệu là fib nha các anh. Fib ạ. Đây, mời các anh xem. Thì nó cũng có xước sơn li ti nha các anh. Thì bên em hàng bãi nên cũng không tránh khỏi tình trạng bị xây xước, nên các anh thông cảm. Đây. Thì hàng về em cũng kiểm tra hoạt động còn tốt. Đây, không bị nứt, không bị ảnh hưởng đến phôi. Em mới lên video nha các anh. Đây ạ. Quấn chỉ rất là chắc chắn luôn. Dàn khuyên. Dàn khuyên là khuyên Fuji nha các anh. Khuyên Fuji, lõi sứ trắng. Đây nguyên dàn khuyên. Vẫn còn rất là sáng đẹp nha các anh. Em mời các anh xem ạ. Cần của hãng Olympic. Trọng lượng là 458 g, mã số 7 nha các anh, giá 400k. Mã số 7 giá 400k ạ. Tiếp theo mã số 8. Đây một cây cần 2 khúc nha các anh. Cần 2 khúc. Cần có độ dài là độ dài cần là 2m4 nha các anh. Đây, độ dài 2m4. Độ cứng khoảng tầm 30 đến 50 ạ. Tay cầm là cán mút nha các anh. Bát là bát hãng, bát vặn. Đây, dàn khuyên. Còn rất là sáng đẹp cho mình luôn ạ. Dàn khuyên, dạng khuyên bỉ nha các anh. Đây, khuyên chân quỳ, khuyên cho các anh đánh biển. Ngọn cần là ngọn 2.3 ly. Đây, ngọn 2.3 ly ạ. Khuyên Fuji sứ xám nha các anh. Fuji sứ xám. Đây, mời các anh xem. Đã qua sử dụng nên là cũng có bị muối ăn nhẹ nha các anh. Đây. Cũng không đáng kể lắm, vẫn còn tốt, dùng tốt nha các anh. Đây vẫn còn dùng tốt cho mình ạ. Cái này thì có trọng lượng là 295 g, mã số 8, giá 750k. Mã số 8 nha các anh, giá 750k ạ. Tiếp theo mã số 9. Còn 3 khúc nha các anh. Đây 3 khúc. Cần của hãng Olympic. Độ dài cần là 3m9. Độ cứng khoảng tầm 25 đến 30 nha các anh. Đây, 25 đến 30.
và nước sơn là màu đỏ toàn thân. Đây, màu đỏ toàn thân rất là sáng đẹp nha các anh. Chỗ này thì cũng có bị xước sơn li ti thôi. Đây, dàn khuyên còn rất là mới luôn ạ. Khuyên Fuji, lõi sứ xám nha các anh, lõi sứ trắng em xin lỗi. Và khuyên cái là khuyên gập, khuyên chính hãng, khuyên gập nha các anh. Đây, khuyên Fuji lõi sứ trắng. Ngọn cân là ngọn 3.2 ly. Ngọn 3.2 ly nha các anh. Và độ cứng của nó khoảng tầm 30. Đây, cứng tầm 30 ạ. Quấn chỉ màu xanh, viền trắng, rất là sáng nha các anh. Đây, rất là sáng đẹp. Con này là hàng Taiwan xuất Nhật, made in Taiwan. Bát là bát Fuji, bát xếp nha các anh. Cân có trọng lượng là 535g, mã số 9, giá 500k. Mã số 9 ạ, giá 500k. Tiếp theo mã số 10. Em xin phép lên cây cần 2 khúc nha các anh. Đây, cây 2 khúc cho các anh đánh biển, câu biển hạng nặng luôn nha các anh. Cần của hãng Daiwa, dòng Sun Crystal. Độ dài cần là 2m4 nha các anh. Và độ cứng là trên 100. Cứng trên 100, khoảng tầm 120 đến 150 nha các anh. Rất là cứng luôn. Đầu bu là đầu bu ròng rọc, xoay 360 độ. Và dàn khuyên, khuyên ròng rọc luôn nha các anh. Đây, khuyên cái, khuyên ròng rọc lớn. Này, khuyên chính hãng Daiwa nha các anh. Đây, dàn khuyên chính hãng Daiwa luôn. Còn nguyên zin nha các anh. Nước sơn là sơn màu xanh rêu, quấn chỉ tím đây, rất là chắc chắn luôn ạ. Tay cầm cũng rất là chắc chắn nha các anh. Đây, rất là chắc chắn. Bát là bát vặn, bát chính hãng, bát chính hãng Daiwa nha các anh. Dàn khuyên thì chinh chiến nên là cũng có bị muối ăn nhẹ, muối ăn nhẹ thôi. Mình về mình bảo dưỡng vệ sinh cho nó sáng đẹp hơn nha các anh. Ngọn cân là ngọn 4.2 ly. Ngọn lớn nha các anh, ngọn 4.2 ly ạ. Cân có trọng lượng là 622g, mã số 10, giá 500k. Mã số 10 nha các anh, giá 500k. Này, giá rất là hợp lý luôn cho các anh về trải nghiệm nha các anh. Tiếp theo mã số 11, em xin phép lên cần rút. Em xin lỗi, cần 3 khúc dây trong nha các anh. 3 khúc dây trong, cần của hãng Shimano, dòng Hobson. Đây, Argot nha các anh. Độ dài cần là 3m và độ cứng là 30. Tem vàng thì bị xây xước nhẹ. Đây, nước sơn rất là đẹp luôn nha các anh. Tay cầm là cán mút dạng dẹt. Cán mút đây, mình cầm chắc tay hơn ạ. Đây, chỗ này là xước nước sơn nha các anh. Nước sơn chứ không phải là bị nứt đâu nha các anh. Đây, mình muốn tham khảo kỹ hơn thì kết bạn Zalo với em và nhắn mã cây cần này, em sẽ gửi cho mình xem nha các anh. Đây, chỗ này là bị xước nước sơn thôi. Đây, thì giá em đã để theo tình trạng cần cho các anh về trải nghiệm rồi ạ. Bát là bát Fuji nha các anh, bát vặn. Đây, cái mút dài. Mã có tem vàng đầy đủ nha các anh. Khuyên Fuji 6. Ngọn cần là ngọn 2.8 ly ạ. Em mời các anh xem đầu bu. Đây, bu xích luôn nha các anh. Bu xích chống xoắn cho mình. Cái này có trọng lượng là 255g, mã số 11, giá 750k. Mã số 11 ạ, giá 750k nha các anh. Tiếp theo mã số 12, 3 khúc dây trong. Strong holder. Cần có độ dài là 3m6, độ cứng 50 nha các anh. Đây, cứng 50, dòng Insider. Carbon xoắn 2 da, xoắn 7 cái rất là đẹp luôn ạ. Này, nước sơn màu trắng. Phần tay cầm là cán mút nha các anh. Này, có dây buộc bảo hiểm cho mình. Bát là bát Fuji, bát vặn. Đây, carbon xoắn 2 da nha các anh. Xoắn 2 da đây, rất là sáng. Còn rất là sáng và đẹp. Khuyên Fuji sứ xám. Fuji sứ xám nha các anh. Và ngọn cân là ngọn 2.2 ly ạ.
2.2 ly. Em mời các anh xem đầu bu. Đây, bu sứ xám nha các anh. Cần có trọng lượng là 339g, mã số 12, giá 700k. Mã 12 nha các anh, giá 700k ạ. Tiếp theo mã số 13. Cần 2 khúc dây trong, đây còn có bao bãi đi kèm. Mình về nha các anh. Độ dài cần là 2m7 và độ cứng là 50. Đây, tìm vàng đầy đủ cho mình. Tay cầm là cái mút nha các anh. Cái mút đây mình cầm rất là êm tay, rất êm và chắc tay ạ. Đây, chỗ này quấn chỉ chắc chắn nha các anh. Bát là bát Fuji. Bát Fuji, bát vặn. Đây còn rất là sáng luôn. Còn ngoại hình còn rất là đẹp luôn nha các anh. Trên 95% cho mình. Tem vàng đầy đủ, rất sáng và đẹp nha các anh. Khuyên Fuji sứ xám. Đây có dây buộc, có dây buộc cho mình. Ngọn cần là ngọn 2.4 ly. Ngọn 2.4 ly nha các anh. Để mời các anh xem đầu bu. Đây bu xích, bu xích chống xoắn cho mình ạ. Rất là sáng nha các anh. Cần có trọng lượng là 285g, mã số 13, giá 750k. Mã 13 nha các anh, giá 750k ạ. Và tiếp theo mã số 14, đây cây cần cuối cùng. Hai khúc dây trong. Đây, hôm nay em về được một cây cần siêu phẩm dây trong cho mình nha các anh. Đây còn có bao đi kèm. Thì nó có sẵn dây cho mình luôn nha các anh. Đây, sẵn dây. Và có túi phụ để đựng dây luôn. Rất là tiện và đẹp nha các anh. Cần của hãng Suzumi. Độ dài cần là 1m5 nha các anh. Và độ cứng khoảng tầm 15-20. Đây nước sơn là sơn màu xanh nha các anh. Ngoại hình tầm 90%. Rất là mới. Bát là bát Fuji Stanley. Bát xịn nha các anh. Bát xếp ạ. Tem vàng mã code đầy đủ. Khuyên là khuyên Fuji Six Gold nha các anh. Six Gold rất là sáng và đẹp. Ngọn cân là ngọn 2 ly. Đây, hôm nay em về được một cây này. Ngoại hình mới, rất là đẹp luôn nha các anh. Đây, bu Six Gold cho mình luôn. Rất sáng và đẹp nha các anh. Số lượng thì có hạn, các anh nhanh tay thì còn nha. Mã số 14, trọng lượng là 108g, giá 800k. Mã số 14 ạ, giá 800k nha các anh. Em cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Thấy hay thì ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và cũng đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ những video mới em sẽ đăng trong những ngày tiếp theo nha các anh. Những con máy và những cây cần đẹp độc lạ cho mình. Em chúc các anh một ngày vui vẻ ạ.